Bồ Tát Tăng Ma Măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quan đề hằng sang khanh cha du vít hô ta mang sang khê yo khali tô đô sô sang khô khà ma tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo, hàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng mic đến sư để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con để chúng con được tròn phước báu trong ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính dâng mic ạ. Phật Văn Tu Sắp Phật Hằng Ga Lăng Ra Khăn Tu Sắp Phật Hệ Hoa Ta Sắp Phật Bụt Đá Hà Nô Pha Vê Nà Sà Đa Sô Thi Phật Văn Tu Tê Phật Văn Tu Sắp Phật Măng Ga Lăng Ra Khăn Tu Sắp Phật Hệ Hoa Ta Sắp Phật Thâm Ma Nu pha we na sa da so thi pho wan tu te pho wa tu sa pho mang ga lang ra khan tu sa pho de wa ta sa pho sang kha ai nu pha we na sa da so thi pho wan tu te tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu mong chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Te Thalatha Sukhita Varunaha Puthasa Sanea Roga Sukhita Hothasa Sabbe Hi Nhà Tị Phiên. Cầu mong cho các thiền tín được sự lợi ích, sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật Đạo. Cầu mong cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú lành thay. Dạ, chúng con kính tri ân sư Trí Đức đã chúc phúc cho đại tràng chúng con trong ngày hôm nay. Dạ, con kính thỉnh sư nghỉ ngơi ạ. Akasattha cha phom mattha dewa naga mahithika bun nhang no anu mô đăng tu chi răng rắc khăng tu sa sa năng. Akasattha cha phom mattha dewa naga mahithika bun nhang no anu mô đăng tu chi răng rắc khăng tu no garu. Akasattha cha phom mattha dewa naga mahithika bun nhang no anu mô đăng tu chi răng rắc khăng tu nhà ta vô. Akasattha cha phom mattha dewa naga mahithika bun nhang no anu mô đăng tu chi răng rắc khăng tu ba ni no. Akasattha cha phom mattha dewa naga mahithika bun nhang no anu mô đăng tu chi răng rắc khăng tu no sa đăng. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Yang kinh chi ku sa la kam mang kat tap bang kiri yang ma ma ka ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tang ka tang ye sa ta sang ni no a thi ye cha sa ta a sang ni no ka tang bun nya pha lang mai hang. Sắp bề phà ghi phá hoàn thu tệ dê tăng ca tăng su quy đi tăng đình năng bùn nhắc mắt về cha ta tha na cha na thi đề hòa gành tòa ni quê đa dùng sắp đồ đi về sát ta chỉ hoàn ta hà ra hệ tu ca ma nun nhắn phổ cha năng sắp bề la phần tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báu vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng.
Cung trời đau lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dâng ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước báu cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đằng vô nhà tì nằng hồ tu xúc khí tà hồn tu nhà ta dồ, nguyện thân nhân quá vãng, thượng hưởng công đức này, được thọ sanh lạc cảnh. Y đằng quá ta mề bùn nhàng à sắc quắc khá già quá hàng hồn tu. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Y đằng mề bùn nhàng nít bà na sa bách cha dồ hồ tu. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây, xin nguyện làm nhân đưa đến đạo quả nít bàn. Dạ, với phước nào mà chúng con đã trong sạch và tạo ra trong thời kinh lễ bái tam bảo sám hối và thọ trì tam quy ngũ giới, chúng con kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên phù hộ chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ độ cho giáo pháp của Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng phần phước này đến với quý sư, quý cô tu nữ và xin chia phước này đến quý Phật tử trong râm Phật giáo Nam truyền. Dạ, con cũng xin kính dâng phần phước này đến với thầy kinh, mong rằng phước này trợ duyên cho quý sư, quý cô tu nữ cùng thầy kinh cùng các quý Phật tử được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Tử Phụ Gotama. Dạ, với những phước nào có được trong việc tụng kinh tam bảo, thọ trì tam quy và ngũ giới ngày hôm nay, và nhất là trong các thời gian học và hành pháp Phật, con kính xin chia sẻ đến với người dân Việt Nam, nhất là đến với những người đang là F0, xin cho những vị ấy mau khỏi bệnh, xin cho thế giới mau chóng kiểm soát được đại dịch COVID này. Dạ, phần nghi thức tụng kinh lễ bái tam bảo, thọ trì tam quy và ngũ giới hồi hướng phước đã hoàn tất. Chúng con thành kính tri ân sư Trí Đức đã thay mặt chư tôn đức tăng truyền tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Kính cảm ơn đạo tràng đã giữ tâm thanh tịnh và cùng con lễ bái tam bảo thọ trì tam quy ngũ giới. Do phước này trợ duyên cho tất cả sớm đoạn tận phiền não và mau chóng giải thoát sanh tử luân hồi. Dạ, trong quá trình tụng kinh và thọ trì quy giới, nếu có điều gì sơ suất, con xin được sám hối với tam bảo, với quý sư và đạo tràng, kính xin đã tất cả hoan hỷ với con. Dạ, giờ này cũng đã thấy pháp sư vào lớp. Dạ, con kính chào thầy kinh. Dạ, mời đạo tràng lắng tâm thanh tịnh cùng con thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddhassa. Brahmacaloka thipati sahambati katanchali anthiwarang ayachatha santi thasattam barachakkhajati ka đề xê tu tham măng anu cam bi măng ba chăng sát tham ma phê rinh quy na danh cha ca yang sụt tánh cha bần thăng a phi tham ma chăm măng a cô ta danh tô cha tu sắc cha đàn đăng bập bố tha này dê bà ri sa và mạch chêm. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tín thành, ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Dạ, phần thỉnh pháp sư cũng đã hoàn tất. Giờ này con kính dâng mic đến thầy. Dạ, điều phố hôm nay, dạ, con kính dâng mic đến thầy ạ. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Nam Mô Tham Ma Giác, Nam Mô Sa Mê. Dạ, kính lễ sư Lý Đức trong rung. À, xin kính chào cả quý vị. Rồi, hôm nay chương trình mình như thường lễ. À, đọc ba ly xong vài câu hỏi, lại ôn bài. Và sau đó mình học bài. À, trước khi vào buổi học, à, chúng ta cùng nhau đảnh lễ tạm bảo tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivadeyami Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Sabbadibbano Bhagavato Savakasangho Sanghang Namami Samma Sambuddhamattulang Sasattamma Galuttamang Con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì bên trong vi diệu pháp. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Tham Ma Giác, Nam Mô Sa Mê Giác. Dạ, thưa quý vị. Hôm nay chương trình mới đầu giờ đọc Pali tiếp ha, đọc Pali cho kỹ lưỡng ha. Rồi sau đó vài câu đố vui, có thưởng, thưởng biết thưởng gì đây, không dịch quá, cô Nhật Quỳnh muốn thưởng gì cô Nhật Quỳnh, rồi mời cô Nhật Quỳnh boss bài. Để mời tất cả quý vị quan hệ cùng nhau mình đọc Pali ha. Và xin mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giác. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cô Thiện Vũ và Hoàng Thanh cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ và con kính lễ thầy. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và cũng như mọi khi, con cũng xin phép đọc phần Pali trước. Samuchaya Sanghaha Vipago, những phân loại theo Abhidhamma. Doasat Tati Vita Vutta Vattu Thamma Salakhana Te Sang Da Niyatha Cô Găng Ba Vat Kha Mi Samuchayan. 72 pháp, 1 là tâm, cộng 52 tâm sở, cộng 18 sắc thực tính, cộng 1 Niết Bàn đã được trình bày với những đặc tính của nó. Giờ đây tôi sẽ nói về những phân loại của các pháp ấy theo tương quan của chúng. Akusala Sanggaho Mitsaka Sanggaho Bồ Thí Bách Khiya Sanggaho Sappa Sanggaho Cha Tí Samut Chaya Sanggaho Chattup Bitho Quê Đi Tắp Bồ. Toát yếu các phân loại phải được hiểu là có bốn. Toát yếu những loại bất thiện pháp, toát yếu những loại pháp hỗn hợp, toát yếu những loại pháp liên hệ đến sự giác ngộ, toát yếu những pháp linh tinh. Ca thằng Akusala Sangha Hệ Tà Quá Chắc Tà Rô A Sá Hoà Cà Mà Sá Vô Phá Hoà Sá Vô Đích Thà Sá Vô Á Quýt Chà Sá Vô. Như thế nào để khởi đầu trong các yếu những loại pháp bất thiện có bốn hoặc lậu? Một, tham dục dục lậu. 2. Luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn hữu lậu. 3. Tà kiến kiến lậu. Và 4. Vô minh lậu. Và con đã đọc xong đoạn 1.
Con kính cảm ơn thầy, cảm ơn cô Quỳnh đã bớt bài và con nhường mic cho người kế tiếp ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính chào thầy Kinh, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc đoạn 2 của bài Vi Diệu Pháp ạ. Chattaro oha kamoho pavoho ditthi oho avicchoho. Có 4 bộc lưu: 1 dục bộc, 2 hữu bộc, 3 kiến bộc, 4 vô minh bộc. Chattaro oga kamayoko pavayoko ditthi yoko avicca yoko. Có 4 trói buộc: tứ kết, dục kết, hữu kết, tà kiến kết, vô minh kết. Chattaro gantha avicca kaya gantho yapado ka ya gan tho sila patapa ramaso ka ya gan tho i đang sắc cha phi ni quê so ka ya gan tho. Có 4 thắt chặt tứ phược: 1 thắt chặt vào tham dục, tham ái thân phược; 2 thắt chặt vào oán ghét, sân độc thân phược; 3 thắt chặt vào lễ nghi và nghi thức sai lầm, giới thủ thân phược; 4 thắt chặt vào quan kiến độc đoán, tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý, ngã kiến thân phược. Chattaro upadana kha mupadanang dithupadanang silabbatupadanang attawa dupadanang. Có 4 chấp thủ, tứ thủ: 1 dục thủ, 2 kiến thủ, 3 giới cấm thủ và 4 ngã chấp thủ. Cha ni vara na ni kha mách chanh đa ni vara năng gia pha đa ni vara năng thì namit tha ni vara năng út thác cha cúc cút chăn cút chan ni vara năng vi chi tích cha ni vara năng avic cha ni vara năng. 6 thiền cái chướng ngại: 1 tham dục cái, 2 sân độc cái, 3 hôn thụy cái, 4 trạo hối cái, 5 hoài nghi cái, 6 vô minh cái. Dạ, con đã đọc xong, con có sai con xin thầy sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, kính chào thầy Kinh, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài. Ba sắc tà nu sa già cà ma ra gà nu sa dồ pha qua ra gà nu sa dồ ba ti khà nu sa dồ mà nà nu sa dồ đi thà nu sa dồ quy chi kích chà nu sa dồ a quy chà nu sa dồ. Có 7 tùy miên, tiềm miên, tâm tánh ngủ ngầm. 1. Ái dục tùy miên. 2. Ái hữu tùy miên. 3. Phận uất tùy miên. 4. Ngã mạn tùy miên. 5. Tà kiến tùy miên. 6. Hoài nghi tùy miên. Và 7. Vô minh tùy miên. Đa sa sằng dồ cha nà ni cà ma ra ga sằng dồ cha nàng rù ba ra ga sằng dồ cha nàng a rù ba ra ga sằng dồ cha nàng. Pa ti kha sằng dồ cha nàng mà na sằng dồ cha nàng đi thi sằng dồ cha nàng. Si lắp pa ta pa ra mà na sằng dồ cha nàng quy chi kích cha sằng dồ cha nàng út thách cha sằng dồ cha nàng a quy cha sằng dồ cha nàng xuất tần tề. Theo kinh tạng có 10 thằng thúc: triền dây trói buộc,
1. Ái dục triền. 2. Ái sắc triền. 3. Ái vô sắc triền. 4. Phận uất triền. 5. Ngã mạn triền. 6. Tà kiến triền. 7. Giới cấm thủ triền. 8. Hoài nghi triền. 9. Phóng dật triền. Và 10. Vô minh triền. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, con kính tri ân thầy. Dạ, cảm ơn chị Nhật Huỳnh vô bài. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng. Xin mời Hồng Mai. Dạ, kính lên lễ Đăng Ngôi Tam Bảo, kính lên lễ Sư Trí Đức, kính lễ Quý Chư Tăng, các cô tu nữ, kính chào thầy Kinh, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin tập bài ạ. Atara nidasa sangyo chana nikamara gasangyo chanang phawara gasamyo chanang patika samyo chanamana sangyo chanang dip ti sang yo cha nang si la pa ta pa ra ma sa sang yo cha nang rít kít cha sa nyo cha nang is sang nyo cha nang mat cha ri ya sa sang yo cha nang a rít cha sang yo cha nang a phi tham me. Theo vị pháp a phi tham ma, có người thắng thúc dây trói buộc khác: một, luyến ái duyên theo dục lạc; hai, luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn; ba, sân hận; bốn, ngã mạn; năm, tà kiến; sáu, chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm; bảy, hoài nghi; tám, ganh tị; chín, sang tham; và mười, vô minh. Đa sa ki lê sa lô phô đô sô mô hô ma nô điếp thí vi chí kích trà thì năng ú thấp chăng a hi ri cần a nó tắp tăng. Có 10 ô nhiễm phiền não: 1. Tham ái. 2. Sân hận. 3. Si mê. 4. Ngã mạn. 5. Tà kiến. 6. Hoài nghi. 7. Hôn trầm. 8. Phóng dật. 9. Không hổ thẹn tội lỗi. Và 10. Không sợ hậu quả của tội lỗi. Asawa di supametta kama fa wana ne na tapatukka tangha apite ta si lat batatarama so idang sakya phi mi we so apawa dupadanang cha tatha pawattang ditthi gatam ne wapavuccati. Nơi đây, trong sự phân loại các ô nhiễm vân vân, câu luyến ái duyên theo dục lạc và luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn, hàm xúc lòng tham ái dựa trên đó. Cùng thế ấy, chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm, quan kiến độc đoán, tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý và chấp thủ thuyết linh hồn trường cũ, chỉ hàm ý là những tà kiến liên hệ. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, kính tri ân thầy Kinh. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã post bài. Cảm ơn toàn thể đạo tràng. Dạ, xin xuống mic ạ. Xin mời vị kế tiếp. Con xin lỗi, con là cái màn hình con lại bị che rồi, con ao ra và con mời vị kế tiếp rồi con vào lại vì con không nhìn thấy gì ạ. Alo, được rồi ạ, em xin. Alo, con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng cùng quý cô tu nữ, con kính chào thầy Kinh, kính chào quý đạo hữu. Em xin chỉ bài ạ. Samuchaya Sangha Ha Phi Quy Phà Gồ, những phân loại theo A Phí Tham Má. Đoà Sa Ta Pi Quy Thà Vũ Ta Quát Thu Thầm Mà Sa La Kha Sa La Khana te sang da ni ya tha yo gang pa wa kha mi sa mok cha yang 70
hai pháp, một tâm cộng 52 tâm sở cộng 18 sắc thực tính, một nít ba ná. Một nít ba ná đã được trình bày với những đặc tính của nó. Giờ đây tôi sẽ nói về những phân loại của các pháp ấy theo tương quan của chúng. Akusa la sangha ho misaka sangha ho bodhikap kiya sangha ho sabba sangha ho kha ho chati samukchaya sangha ho chatubitho veditabbo. Tất yếu của các loại phải được hiểu là có bốn. Thằng akusa la sangha he ta wa chat ta ro a sa wa ka ma sa vo pha wa sa vo di tha sa vo a huyết cha sa vo. Như thế nào để được khởi đầu trong thoát yếu những loại pháp bất thiện có bốn hoặc lậu? Tham, một tham dục lậu, hai luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn hữu lậu, ba tà kiến lậu và bốn vô minh lậu. Con đã đọc xong ạ. Con xin mời vị kế tiếp ạ. Con kính cảm ơn thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, cảm ơn chị Metta, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Hoàng Thanh cho Nhật Quỳnh được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Trung Đức hiện diện trong đầu tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào thầy kinh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đầu tràng. Dạ. Diệu Quỳnh kính mời quý vị đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên ạ. Dạ, trước nhất con cho con xin sám hối với đạo tràng, nhất là Ngài Chí Đức. Dạ, hôm nay Christina có việc không có vào đúng được trong giờ này, nên có nhờ con lễ bái Tam Bảo dùm. Còn vì công việc nó đuối quá đuối, con không có vào nổi trong đạo tràng. Vào được thì đã gặp mà Sức Kim Nhung lễ bái Tam Bảo rồi. Dạ, Nhật Quỳnh rất là kính cảm ơn Sức Kim Nhung và con kính tri ân đạo tràng. Dạ, bây giờ thì con cũng chưa thấy bàn tay ai, con xin được ôn bài ạ. Lâu lâu thì Na mới nhờ con một lần mà con không có làm được trọn nhiệm vụ. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài và Nhật Bình kính mời bàn tay quý vị ạ. Vị nào chưa ông bài thì kính mời bàn tay. Con xin đọc đoạn 2. Chattaroka kamogo phavovo Địch thờ khô Awichogo. Có bốn bọc lưu. Một, dục bọc. 2. Hữu bọc. 3. Kiến bọc. 4. Vô minh bọc. Chattaro yoga kama yoga phagwa yoga Ditti yoga avicca yoga. Có 4 cái buộc. Tư kết, dục kết, hữu kết, tà kiến kết, vô minh kết. Chắc
cha tô rô gạnh tha áp phích cha ca cha gạnh thô và ba đô ca cha gạnh thô. Xây lắp bát tá ba ra ma sô ca cha gạnh thô y đăng sa cha phi ni huệ sô ca cha gạnh thô. Có bốn thắt chặt tứ phược. Một, thắt chặt vào tham dục, tham ái thân phược. Hai, thắt chặt vào oán ghét, sân độc thân phược. Ba, thắt chặt vào lễ nghi và nghi thức sai lầm, giới thủ thân phược. Bốn, thắt chặt vào quan kiến, độc đoán tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý, ngã kiến thân phược. Chattaro upadana kamupadayang. Dạ con sai rồi. Chattaro upadana kamupadanang định thu ba na năng si lập bất thu ba na năng attawa lục ba đa năng. Có bốn chất thủ, tứ thủ. Một, dục thủ. Hai, kiến thủ. Ba, giới cấm thủ. Và bốn, ngã chấp thủ. Cha ni va ra na ni ca ma chan na ni va ra năng ya ba da ni va ra năng thi na mit na ni va ra năng up thát ca cúp cút chan ni va ra năng vi chi ki cha ni va ra năng a vi cha ni va ra năng. Có sáu việc, có sáu truyền cái chứng ngại. Một, tham dục cái. Hai, sân độc cái. Ba, hôn thủy cái. Bốn, bạo hối cái. Năm, hoài nghi cái. Và sáu, vô minh cái. Năm mô bích tha giá. Dạ con đọc bài có sai, con cung thỉnh quý ngài và thầy kinh đạo tràng chỉ dạy cho con. Và kính cảm ơn đạo tràng. Dạ mời thích Nancy ạ. Dạ, con xin lãnh lễ ba ngôi tam bảo. Con xin kính lễ chư tôn đức ở trong room. Con xin kính chào thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin được đọc ạ. Satta nusa ya kamma raga nusa yo phagwa raga nusa yo patika nusa yo mana nusa yo ditta nusa yo vichikit Anusa yo, avicca anusa yo. Có bảy tùy miên, tiềm miên hay là tâm tánh ngủ ngầm. Một, ái dục tùy miên. Hai, ái hữu tùy miên. Ba, phẫn uất tùy miên. Bốn, ngã mạn tùy miên. Năm, tà kiến tùy miên. Sáu, hoài nghi tùy miên. Và bảy là vô minh tùy miên. Tassa samyojana nikamaraga samyojanam ruparaga samyojanam aruparaga samyojanam patika samyojanam mana samyojanam ditthi samyojanam silabbatthaparama sasamyojanam vicikicca samyojanam udaccha samyojanam avicca samyojanam sutante. Dạ, con xin cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ, con xin xuống mic ạ.
Dạ, con xin được đọc tiếp. Theo kinh tạng, có 10 thần thúc hay là triền dây trói buộc. 1. Ái dục triền. 2. Ái sắc triền. 3. Ái vô sắc triền. 4. Phẫn ức út triền. 5. Ngã màn triền. 6. Tà kiến triền. 7. Giới cấm thủ triền. 8. Hoài nghi triền. 9. Phóng dật triền. Và 10 là vô minh triền. Dạ, sa thú, cảm ơn cô Nhật Quỳnh ạ. À. Con được xin xuống sức mít. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý cô tư nữ, con kính đảnh lễ thầy, con xin được đọc tiếp ạ. Aparanida sa sam yo cha nani kamaraga sam yo cha nang phakwa raga sam yo cha nang patika sami yo cha nang mana sa mi yo cha nang Ditthi sa mi yo cha nang sila pa ta pa ra ma sa 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 sam sila pa ta pa ra ma ma sa mi yo cha nang vi chi cha sam yo cha nang ima ya mi cha nang macha ri ya sam yo cha nang avicha sami yo cha nang apithamme. Theo vi diệu pháp apithamma, có 10 thằng thúc dây trói buộc khác. Một là luyến ái duyên theo dục lạc. Hai là luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn. Ba là sân hận. Bốn là ngã mạn. Năm là tà kiến. Sáu là chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm. Bảy là hoài nghi. Tám là ganh tị. Chín là san tham. Và mười là vô minh. Đa xà kỳ lê xà lô phô đô sô mô hô ma nô đít thi chi vích kích cha thi năng út thác chăng a hi ri căng a nô tác bằng. Có 10 ô nhiễm phiền não. Một là tham ái, hai là sân hận, ba là si mê, bốn là ngã mạn, năm là tà kiến, sáu là hoài nghi, bảy là hôn trầm, tám là phóng dật, chín là không hổ thẹn tội lỗi và mười là không sợ hậu quả của tội lỗi. À sa hòa đi su pa nê tha ca ma pa wa na me na ta pa thu ca tành hà a thi pê ta si la pa ta pa ra ma so i đăng sắc cha pi ni vê so a ta hòa đúc ba đà năng cha ta tha pa wa tăng đi thi gạ ta mê wa pa bút cha tì. Nơi đây trong sự phân loại các ô nhiễm vân vân, câu luyến ái duyên theo dục lạc và luyến ái duyên thiết sinh tồn, hàm xúc lòng tham ái dựa trên cũng cùng thế ấy, chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm, quan kiến độc đoán, tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý và chấp thủ
khiến thuyết linh hồn trường cửu chỉ hàm ý là những tà kiến liên hệ. Dạ con xin hẹn đọc hết ạ. Con xin chị ăn thầy ạ. Có gì thầy chỉ dạy cho con ạ. Con đọc Bali vẫn kém quá. Con xin được xin mấy mời vị khác ạ. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính chào đạo tràng, cảm ơn thiền vũ, cảm ơn chị Metta, cảm ơn hoàng thành cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và bây giờ Nhật biết được tín hiệu. Và bây giờ Nhật Quỳnh kính mời bàn tay vị nào chưa đọc bài, chưa ôn bài kính mời bàn tay ạ. Dạ, còn vị nào cầm mic nữa không? Xin mời, dạ chưa có vị nào cầm mic nữa, cho con nói một chút xíu. Nhật Quỳnh thấy khóc nguồn đầu cài như vậy là tốt lắm rồi. Nên đừng có lo. Ai cũng như ai thôi. Ai mới vào học pháp mà đều bị dướng dấp. Nhưng mà cứ vậy đi, sẽ tiến bộ hơn. Còn mà cứ ngồi im ở dưới không dám đưa tay mà đọc bài thì rất là lâu, lâu lắm mới có thể đọc Bali được và mới có thể cầm bích thông thạo, nên đừng có lo. Như vậy là Nhật Quỳnh, đối với Nhật Quỳnh là pháp muộn lao cai là tốt lắm rồi, tốt hơn Nhật Quỳnh rất rất nhiều lần luôn, nên đừng có lo gì hết. Dạ, không phải lo gì hết, chuyện nói chuyện nhỏ. Dạ, mình được học Bali là mình có phước lớn rồi, theo như Nhật Quỳnh là nghĩ vậy, nên đừng có lo gì hết. Biết bao nhiêu nhìn cây một trong cái một cái đầu tràng, và đâu phải vị nào cũng cầm bút lên đọc bài được đâu. Một là không dám, hai là cũng không có muốn, cũng không có cơ hội mà cầm bút, nên là đừng có lo nha. Dạ, vậy là rất là tốt. Dạ thưa thầy, Nhật Bình kéo dài thời gian cũng chưa thấy bàn tay nào. Dạ Nhật Bình kính mời thầy trở lên để điều hợp chương trình ạ. Dạ kính. Ai sao đâu, sao đâu. Cô Nhật Quỳnh động viên pháp nguồn Lào Cai. Nói có này nói vui nha, chứ không phải nói giống em nói dân đọc nha. Tôi nói hát hay không bằng hay hát, nhưng mà thà đừng hát hay hơn. Chọc vui. Nói với bà cái rất là dạng ha, rất là tốt. Rồi lên chịu khó đọc rồi chịu khó nghe, nghe kỹ quý vị mà đã đọc rành thì trước đó mình nghe và kỹ lại, cần đọc đúng trường âm đoạn âm và thêm chút xíu nữa, kỹ xíu nữa mà ngon lành ha. Rồi xa thấu, xa thấu. Rồi bây giờ không ai đọc nữa, bây giờ mình vô tới phần đố vui có thưởng. Rồi MC đây.
có Trang Nguyễn vô rồi, có Trang Nguyễn vô là MC rồi, quý vị khỏi lo rồi. Chuẩn bị chưa? Cô thư ký chuẩn bị chưa? Rồi, ok. Câu hỏi số 1. Như thế nào là tâm thiện, tâm bất thiện, tâm vô ký? À, ôn lại những cái phần chính ha. Như thế nào là tâm thiện, tâm bất thiện, tâm vô ký? Rồi, đây là câu số 1, dễ quá ha. Mời Pháp Nguồn Lào Cai lên làm lại cái coi nha, lấy điểm 10 điểm coi. Mời Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ, con chưa có sự chuẩn bị gì nhưng mà con xin trả lời thầy theo cách nghĩ của con thì tâm thiện là những cái tâm mà chuyên muốn đi làm việc thiện, việc tốt lành ạ. Còn những cái tâm bất thiện là những cái tâm là chuyên muốn làm những chuyện độc ác, không tốt lành ạ. Còn tâm vô ký là tâm không làm thiện mà cũng không làm ác ạ. Dạ, con trả lời như vậy có được không ạ? Con xin tri ân thầy ạ. Con đi xuống mách ạ. Dạ. Rồi, xa thứ cho 5 điểm ủng hộ tinh thần, 5 điểm ủng hộ tinh thần. Rồi, 5 điểm. Rồi, bây giờ mời cô Meta phân tích giùm như thế nào là tâm thiện, tâm bất thiện, tâm vô ký và những loại như thế nào, cô phân tích Meta phân tích nha, mời cô. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Dạ, bữa nào con cũng được hân hạnh lên trước hoài. Dạ, con cảm ơn thầy, nhưng mà con cũng rất là dở lắm thầy. Dạ, con cũng xin phép trả lời theo cái sự hiểu biết của con. Như thế nào là tâm thiện, tâm bất thiện, tâm vô ký? Dạ, theo con thì tâm thiện là những cái tâm có cái nhân thiện ở trong đó, tức là vô tham, vô sân, vô si, tức là có cái nhân vô tham, vô sân, vô si, đó là tâm thiện. Còn tâm bất thiện là những cái tâm mà có cái nhân bất thiện ở trong đó, tức là có nhân tham, nhân sân, nhân si. Còn tâm vô ký là những cái tâm có nhân vô tham, vô sân, vô si và những cái tâm thiện thì làm những cái việc thiện thì đương nhiên được hưởng những cái quả thiện. Còn tâm bất thiện thì việc làm được hưởng những cái quả xấu. Còn tâm vô ký thì không cho quả gì hết. Nhưng mà cũng là cái tâm thiện nhưng mà không có cho quả. Dạ, theo con hiểu là như vậy, không biết có đúng không? Dạ, xin Ngài, vô xin Thầy cho con biết ạ. Coi con có lãnh học dịch không? Dạ, con xin xuống mít ạ.
ai xa thấu à, trúng được phần nữa năm điểm, năm điểm rồi. Mời đây có ai đây, mời có Hà, có Hà lên bổ sung cho đầy đủ rồi kính lễ siêu tài đức mới vô rồi. Cô Hà có mặt đó chưa, giờ ta lên coi, lên phân tích đầy đủ ý nghĩa rồi, chi pháp này đầy đủ. Câu dễ quá mà. Điểm ru rồi. Cô Hà đó rồi. Cô Hà không lên thì bây giờ. Rồi cô Hồng Mai. Cô Hồng Mai. Bữa nay cô Hồng Mai không có đi làm mà tranh thủ lên lẹ lên. Rồi mời cô Hồng Mai. Hay dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính kính đảnh lễ Sư Trí Đức, kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức. Kính chào thầy Kim, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con là người dở nhất mà chưa lên là khổ thầy quá. Dạ. Tâm thiện. Như thế nào là tâm thiện, tâm bất thiện, tâm vô ký? Theo sai. Dạ tâm thiện là những tâm cá nhân thiện và làm những cái việc tốt. Là không có tính chất xấu và chúng không có tương ưng với cái là chúng tương ưng với những cái tâm sở thiện. Còn tâm bất thiện là những cái tâm ô nhiễm, làm những việc xấu, có tính chất xấu và chúng tương ưng với tâm sở bất thiện. Những tâm này thì tâm thiện thì đưa đến quả tốt, trong khi những tâm bất thiện này thì là những tâm là nhân đưa đến những quả không tốt đẹp, nghĩa là thành nghiệp xấu cho quả khổ. Thì loại tâm bất thiện này thì có 12 thứ là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Còn tâm thiện, con đọc lại cho con xin đẩy lại tâm thiện cho nó rõ hơn. Tâm thiện là một thứ tâm tịnh hảo dục giới, có tính chất tốt, thì nó tương ứng với các tâm sở tịnh hảo. Tâm thiện là nhân lành cho quả vui. Tâm thiện dục giới thì hành động nhiều việc thiện như là sự bố thí, sự trì giới và sự tu thiền vân vân. Còn tâm vô ký là vô tham, vô sân, vô si. Và tâm vô ký này con cũng không có nhớ rõ nên con không biết là phải giải thích làm sao. Dạ thì thôi chắc con xin học tiếng dịch của thầy kinh quá ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Rồi sao đâu, thêm được ngàn điểm là 6 điểm, rồi được thêm chút nữa được 6 điểm. Sáu điểm. Bây giờ đây mời ai đây? Mời cô Nhật Quỳnh coi. Mời cô Nhật Quỳnh lên phân tích câu này cho nó ngon lành được coi. Mời cô Nhật Quỳnh lấy 10 điểm coi. Rồi mời cô. Nam Mô Bích Tha Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phước Hoành, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn chị Mạch Ta, cảm ơn Thiện Vũ, dạ cảm ơn Hoàng Thành cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ Nhật Quỳnh nghe thầy nói lấy 10 điểm, chắc là 10 cái tiếng ngỗng thì đúng hơn, nhưng mà không sao. Dạ có ăn tiếng ngỗng thì mình sẽ khôn ra phải không Châu Nguyệt? Giống như mấy người mà có bầu kiếm trứng ngỗng ăn để em bé được khôn ra phải không Châu Nguyễn? Alo Châu Nguyễn. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ con xin phân tích câu hỏi số 1, như thế nào là tâm thiện và
tâm bất thiện, tâm vô ký. Dạ, tâm thiện là theo như những vị đã trả lời trước, thấy thầy cũng không có vừa lòng. Nên thì Nhật Quỳnh nhờ học hỏi những vị trước thì Nhật Quỳnh trả lời. Mà nếu mà những vị trước được 5-6 điểm thì Nhật Quỳnh chắc chắn sẽ ăn được 5-6 cái trứng ngọc. Không có lo. Dạ. Dạ, tâm thiện là gồm có những tâm, là 8 tâm thiện, dục giới, 5 tâm thiện, sắc giới, và 4 tâm thiện vô sắc giới. Tâm thiện nó giúp cho nếu những người có những người mà có được những cái tâm thiện này thì nó giúp cho có được một cái hiện tại an ổn, và tục sanh cũng được an ổn, hoặc là được quả người quả trời. Còn tâm bất thiện thì gồm có 12 tâm. Bất thiện là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Những cái tâm bất thiện này nó sẽ cho quả là hiện tại khổ, tương lai cũng khổ, sẽ rơi vào 4 đời xứ. Còn tâm vô ký, tâm vô ký thì gồm có 8 tâm dục giới tịnh thảo, 5 tâm sắc giới và 4 tâm vô sắc giới. Tâm vô ký chỉ có những bậc thánh mới có được tâm vô ký này. Tại vì có tâm này thì những hành động không tạo ra quả thiện hoặc bất thiện. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy á, và Nhật Quỳnh chỉ hiểu được bao nhiêu đó. Nếu sai kính mong thầy chỉ dạy và đáp tràng chỉ dạy cho để Nhật Quỳnh sửa. Nam Mô Bụt Thầy á, và kính nhân bất kính thầy. Rồi, sao thôi. Nói thêm được chút xíu ha. Rồi 6 điểm. Rồi còn ai nói được rõ hả? Mời cô Kim Dung đi, Kim Dung lên phân tích, định nghĩa phân tích cho nó đầy đủ chi tiết ha, lấy 10 điểm cho con bạn ha. Mời cô Kim Dung. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào thầy kinh, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con thưa thầy, tâm thiện là tâm mà có 5 ý nghĩa. Thứ nhất là tâm tốt đẹp, tâm khôn khéo, tâm không bệnh hoạn, tâm không có lỗi. Và cái tâm này thì sẽ cho quả vui. Thì nó có 5 nhân để tạo ra tâm thiện. Đó là tác ý khéo, ở chỗ đáng ở, thân cận bậc hiền trí, đời trước có tạo phước và tự lập trường chánh. Thì tâm thiện này gồm có là 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo, 9 thiện đáo đại và 20 thiện siêu thế. Còn tâm vô ký thì gồm có tâm quả và tâm tố. Thì tâm vô ký về tính chất nó cũng giống như tâm thiện, nhưng nó khác là nó không cho quả. Còn tâm bất thiện thì nó ngược lại với tâm thiện, là tâm không tốt đẹp, tâm không khôn khéo, tâm bệnh hoạn, tâm có lỗi và tâm cho quả khổ. Nó có 5 nhân là do tác ý không khéo, ở chỗ không đáng ở, không thân cận bậc hiền trí, đời trước không tạo phước và lập trường sai. Tâm bất thiện thì gồm có 12 tâm là 8 tham, 2 sân và 2 si, nó làm bạn của chúng ta trong suốt từ vô thủy kiếp đến nay. Dạ, đó là câu trả lời của con. Dạ, con kính tri ân thầy. Dạ, cảm ơn đạo tràng, con xin xuống mic. Ai xa thấu, xa thấu. 10 điểm ha, nó đầy đủ chi tiết ha, 10 điểm. Bây giờ sẵn cô Kim Dung trình bày đầy đủ ha, mời gì đó Pháp Nguồn Lào Cai lên nói lại cái vụ mà tâm tố là tâm quả và tâm
vô ký là tâm quả và tâm tố, tâm di tác là những tâm nào đâu. Mời Pháp Luân Lào Cai biết đâu, mời lên trình bày lại, ôn bài luôn. Rồi, mời. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Xin trả lời Thầy thêm là tâm vô ký là gồm tâm quả thiện, tâm quả bất thiện và tâm duy tác. Dạ. Thì là gồm có tâm quả, gồm có 8 tâm quả bất thiện vô nhân và gồm có 8 tâm quả thiện vô nhân. Và có 8 tâm duy tác vô nhân ạ. Đó là tâm quả và tâm di tác. Dạ, con xin được hết ạ. Đúng chưa quý vị? Đúng chưa quý vị ơi? Rồi, bây giờ mời Hà lên nè. Hà lên nói nè. Hà lên nói lại như thế nào là tâm vô ký nè. Ta phân tích hết, đã nói hết rồi, giờ mình lên mình phân tích rồi cho mọi người ta nắm được chính xác ha. Cô Hà có lên cầm mic được không? Rồi, mời. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Mà, dạ, Nam Mô Sang Khà, dạ. Dạ, con kính ảnh lễ Ngài Trí Đức, Trí Tôn Đức Tăng, con kính lễ các cô tu nữ và con kính chào Thầy Tràng và Thầy Kinh. Dạ con cũng mới chạy ra chạy vô, con chưa có hiểu ý thầy. Thầy muốn con nói về tâm vô ký không bà, chứ không phải tâm vô nhân không ạ? Dạ, tâm vô ký. Tâm vô ký thì có 5 tâm sắc giới di tác là vô ký, 4 tâm vô sắc giới di tác, đó là tâm vô ký. Còn tâm di tác cũng có trong cái 24 tâm dục giới tình hảo thì cũng có 8 cái tâm tác tình hảo. Còn cái tâm vô nhân thì chỉ có 3 cái tâm di tác vô nhân. Dạ. Yeah. Con nói xong không biết có sai không? Con xin trân mất lại cho thầy. Đủ chưa quý vị? Đúng chưa quý vị ơi? Chắc không mời thêm người nữa. À, mời con Nancy. Con Nancy lên bộ tóc hết rồi lại đủ tâm vô ký rồi gồm những loại tâm nào mà ha. Kỹ lưỡng ha. Mời con Nancy. Dạ. Con xin đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con xin đảnh lễ chư tôn đức ở trong room, con xin kính chào thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Cho con xin bổ túc vào những tâm vô ký. Tâm vô ký tức là những cái tâm mà nó không có cho ra quả đó, thì gồm có những tâm quả và những tâm duy tác. Thì những cái tâm quả ở đây á, nếu như mình nhìn trong cái bảng nêu á, thì nó sẽ gồm là 15 tâm quả vô nhân, rồi sau đó sẽ có 8 tâm quả đại thiện và 9 tâm quả đảo đại. Rồi về cái phần những cái tâm duy tác á, thì là mình sẽ thấy là có 3 cái tâm duy tác vô nhân, rồi xuống đó thì có 8 tâm duy tác đại thiện, và xuống nữa thì có 9 đáo đại, tâm duy tác đáo đại. Dạ, như vậy là tổng số hết các tâm vô ký. Dạ, con xin xuống mic ạ. Rồi, xa thứ. Dạ, mời cô Kim Nhung lên
nhấn mạnh lần nữa cho bà con ta ôn học bài là cho nó đầy đủ và ngon lành ha. Ôn là ôn hết rồi, mời con Kim Nhung. Dạ con thưa thầy, tâm vô ký là gồm có 72 tâm, thì trong đó gồm có 52 tâm quả và 20 tâm tố. Thì 52 tâm quả thì gồm có 15 quả vô nhân, 8 quả thiện dục giới, hữu nhân và 9 quả đáo đại, 20 quả siêu thế. Tổng cộng là 52 quả. Còn 20 tố thì gồm có 3 tố vô nhân, 8 tố dục giới, tịnh hảo, hữu nhân và 9 tố đáo đại, tổng cộng là có 20 tố. Thì 52 quả với 20 tố là 72 tâm vô ký ạ. Dạ. 52 tâm quả gồm có 15 quả vô nhân, 8 đại quả, 9 quả đáo đại, 20 quả siêu thế. Tổng cộng là 52 quả. Dạ phải rồi đó. 15 quả vô nhân, 8 quả đáo đại, 8 quả dục giới tịnh hảo, 8 đại quả, 9 quả đáo đại. Và 20 quả siêu thế. Dạ đúng rồi, là 52 tâm quả. Còn 20 tâm tố là 3 tố vô nhân, 8 tố dục giới tịnh hảo hữu nhân và 9 tố đáo đại. Tổng cộng là 20 tâm tố. Chín tâm di tác đáo đại. Dạ đúng rồi ạ. Dạ sa thú. Dạ con kính tri ân thầy. Dạ cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ con xin xuống đi. Rồi thì ghi cái tâm đáo đại thiếu à. Thiếu thiếu chữ di tác vô. Di tác trật à. Rồi cái này học lâu lắm rồi cô ta. Vô ký là những loại tâm không có tạo ra những cái nghiệp do quả, là vô ký. Vô là không, ký là không có ghi nhận, không có để là chủng tử để mà tạo ra cái nghiệp để mà sanh ra cái quả. Cô nắm được ý này chưa? Đó là vô ký, cô ta nắm được chưa? Thì bây giờ tâm quả là tâm có tạo ra quả không? Tâm quả là tâm có tạo ra quả không? Alo. Rồi, không bởi nó quả, nó quả cho nó tạo ra quả được. Nó là thành quả rồi. Rồi giờ tâm tố hay là tâm di tác? Người ta thường ghi tâm tố, nhưng mà mình theo sách đó, mình là tâm di tác. Là tâm di tác là tâm của hoặc A-la-hán, là tâm duy nhất chỉ có tác động mà không có kết quả của tác động đó. Tức là không có tạo ra cái quả, mặc dù có cái sự tạo tác làm này làm kia nhưng mà không có để lại cái hậu quả. Thì được gọi là tâm di tác. Tâm di tác là chỉ có tâm của bậc A-la-hán. Thì những tâm di tác mình thấy trên bản dòm bản nêu lại ha. Là ba tâm gì cô Meta? Ba tâm gì? Ba tâm di tác vô nhân là những tâm này. Mời cô Meta lên đi, mời cô ta lên đọc trình bày cái tâm tố này cho nó kỹ để quý vị ôn lại luôn ha, cho những người mới sao mà vô ôn lại luôn ha. Cái này học lâu lắm rồi chắc quên hết rồi. Rồi xin mời cô Meta.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Ca Dạ. Dạ. À, thầy nhắc như vậy thì con cũng hiểu ra rồi. Tâm vô ký, dạ, con xin nói lại, nếu có chỗ nào con sai thì xin thầy chỉnh sửa. Dạ, tâm vô ký thì theo cái định nghĩa là cái tâm không có cho quả nữa. Thì con đã hiểu cái điểm đó. Thì như ghi ở đây là tâm vô ký thì gồm có 15 tâm quả vô nhân. Bởi vì nó là tâm quả rồi cho nên không còn cho quả nữa. Thì con hiểu. Rồi kế đó là 8 tâm quả thiện dục giới. Thì cũng đã là tâm quả rồi thì không còn cho quả. Rồi 9 tâm quả đáo đại. Con cũng hiểu. Và 20 tâm quả siêu thế. Và con cũng hiểu luôn. Dạ, bây giờ con đã hiểu rõ rồi. Con kính cảm ơn thầy, cảm ơn đạo tràng. Dạ, thầy bảo con nhắc là trong cái tâm vô nhân đó, có ba cái tâm vô ký, tức là ba tâm duy tác. Đó là tâm kháng ngũ môn, thọ xả. Và tâm kháng ý môn, thọ xả. Và tâm ưng cúng di tiếu, thọ hỷ. Dạ, con có chỗ nào sai không thì xin thầy chỉnh sửa. Dạ, con xuống mít. Rồi, xà thú, xà thú. Phải kêu bắt cái gì lên lên nói mới nhớ cho thầy quên hết. Mà nói lần nhớ luôn à. À cô gì Pháp Nguồn Lào Cai vô sao này. Có nắm được chưa? Alo, cô Pháp Nguồn Lào Cai. Nắm được không? Lên trình bày được không? Lên trình bày đây lần cho nhớ đi. Để vào nói tùm lum tà la chết luôn ha. Mời Pháp Nguồn Lào Cai lên nói lần nữa cho nó nhập tâm nhớ luôn. Chứ thôi là kêu người ta kêu là hỗn hỗn độn pháp là mệt ha. Tùm lum pháp. Rồi. Dạ, thưa thầy, ba tâm tố vô nhân gồm có tâm khai ngũ môn, tâm khai ý môn và tâm sinh tiếu ạ. Đúng không thưa thầy? Dạ con. Con xin xuống mấy cái dạ. Rồi, nhớ rồi không? Mấy lần nhớ nhớ chưa? Nhớ chắc cú chưa? Rồi, ok. Rồi mình thông qua được câu số 1 ha. Câu số 1 có dễ quá, phải nói là nó cuộc khó. Ai nói tùm lum tà la thôi. Rồi, câu số 2. Câu số 2. Tâm bất thiện và tâm thiện khác nhau ở điểm chính yếu nào? Tâm bất thiện và tâm thiện khác nhau ở điểm chính yếu nào? Rồi là đây là nó có hai vấn đề ha. Một là tâm bất thiện, hai là tâm thiện, thì nó khác nhau chỗ nào, ở cái điểm nào mà chính yếu, cái điểm nào mà để nói lên cái thiện với cái bất thiện đó. Rồi để coi mời ai nha. Mời ai đây? Thiên Vũ. Thiên Vũ nãy giờ ngồi im ru với ha. Thiên Vũ đâu giơ tay rồi, mời Thiên Vũ lên phân tích cho này coi. Dạ, thưa thầy, bài này thì con chưa được học nhưng mà con cứ chấp nối theo những cái gì con đã được học của thầy hay con được nghe con nói rồi con sai, con xin thầy dạy cho con. Như ban nãy bạn Kim Nhung nói về cái định nghĩa tâm thiện với cả tâm bất thiện á, thì ví dụ như tâm thiện là phải là tâm khéo léo rồi mang lại cái quả, người sẽ được hưởng những điều tốt đẹp, thì cái tâm bất thiện là ngược lại, là những cái tâm nó vụng về không có đẹp mà nó sẽ gây ra những cái hậu quả không tốt. Còn trong cái bảng nêu thì con thấy cái khác nhau của tâm thiện với tâm bất thiện đó là tâm thiện thì nó sẽ đi cùng với cả những cái tâm sở hữu tịnh hào, còn tâm bất thiện đó thì nó sẽ đồng sanh với cả những cái tâm sở hữu bất thiện. Rồi
Dạ, rồi con thấy khác nhau của hai cái điểm chính đó là cái nguyên nhân tạo ra tâm thiện với tâm bất thiện, rồi khác nhau ở cái tâm sở đi cùng với tâm thiện với tâm bất thiện, và khác nhau ở cái quả đem tới khi người làm thiện với bất thiện. Con xin thầy dạy cho con ạ. Dạ thú, năm điểm chưa vô đúng trọng tâm lắm ha. Năm điểm rồi, mời tới ai đây? Mời cô Hồng Mai. Hồng Mai lên cho nó giỏi là cái Hồng Mai này, này. Trốn học hoài. Mời Hồng Mai nha, nói điểm trọng yếu của nó, cái sự khác biệt như thế nào. Giơ tay coi cô Hồng Mai nó mất rồi. Rồi mời. Dạ. Kính chào thành kính đại lễ quý chư tăng, quý cô tu nữ. Kính chào thầy Kiên, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ nói thiệt với thầy, đi làm về rất là mệt, con cũng không có ôm được vi diệu pháp, cho nên con nhớ gì nói đó nha thầy. Con cũng để sẵn rổ để đựng chứng dịch của thầy nè thầy ơi. Tâm bất thiện và tâm thiện khác nhau ở điểm chính yếu nào? Thì cũng như Kim Nhung đã nói thì có năm nhân. Thì có tắc ý khôn khéo, thì có tâm bất thiện, thì có những tắc ý khôn khéo, thân cận bậc thiện trí ở chỗ đáng ở thời trước khá làm phước. Còn năm nhân bất thiện là tác ý xấu, không khôn khéo, không thân cận bậc thiện trí, không có chỗ tương xứng đứng đáng ở thời trước, là không có sự bố thí. Dạ để con coi. Thì tâm bất thiện thì đi với những tâm sở bất thiện. Tâm bất thiện thì đi với những tâm sở bất thiện, còn tâm thiện thì đi với tâm sở tịnh hảo. Và tâm thiện á, thì nó đưa là những nhân đưa đến kết quả tốt đẹp, những nhân tương ưng các tâm sở tịnh hảo. Thì tâm thiện thì nó cho nhân lành. Còn như tâm bất thiện á, thì đi với những tâm sở bất thiện thì nó đưa đến quả khổ, những quả không tốt đẹp. Dạ con chỉ có như vậy thôi, đó là cái sự khác biệt giữa hai tâm. Dạ có gì sai thì thầy sửa giùm con ạ. Dạ xin xuống mic ạ. Sa thú cái lặp lại của người ta, lặp lại chưa xong. Cho 5 điểm thêm cái phạt quỳ nhan nữa. Rồi mời pháp luân vào trai bổ túc ha. Rồi pháp luân. Dạ thưa thầy, con xin được bổ túc thêm. Dạ theo con thì tâm thiện và tâm bất thiện nó khác nhau ở chỗ là tâm thiện thì là cái căn gốc rễ của nó là thiện ạ. Còn tâm bất thiện thì căn gốc rễ của nó là bất thiện. Ví dụ như là tâm bất thiện thì căn gốc rễ của nó là bất thiện, như là những tâm 12 tâm bất thiện là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Thì tâm tham thì là lòng tham muốn luyến ái dính mắc thì nó khiến cho người ta là phạm giới, như là như là trộm cắp rồi thì tà dâm. Như còn hai tâm sân ở đây là như là tâm nó rất là nóng nảy sân hận, thì nó có thể là nó dẫn cho người ta đến sát sanh rồi thì ác khẩu. Còn tâm hai tâm si ở đây là trạng thái mê mờ,
và là nó là nguyên nhân dẫn đến là cho những tâm tham và tâm sân sinh khởi lên ạ. Còn căn thiện ở đây, ba căn thiện đây là vô tham, vô sân, vô si. Thì vô tham thì là cái trạng thái mà mát mẻ, không có sân, đồng nghĩa với những cái tâm từ, là nó là nguyên nhân để mà đưa người ta đi đến làm những cái việc thiện như là bố thí, trì giới, vân vân. Còn tâm vô si ở đây là tâm không bị mê mờ, nó đi chung với sở hữu trí tuệ thì dẫn đến là thấy rõ được lý, thấy rõ được tứ diệu đế. Và nếu mà sáu cái nhân này thì ba cái nhân bất thiện thì nó đưa đến những cái quả bất thiện, còn ba cái nhân thiện thì đưa đến những quả thiện và tốt đẹp ạ. Dạ. Con xin được bổ túc thêm như thế, có gì sai mong thầy chỉ dạy cho con ạ. Dạ. Con xin được xuống mic ạ. Dạ. Rồi, xà thứ, xà thứ. Thì nó khác nhau ở căn gốc. À, giờ căn gốc bất thiện là những căn gì đâu, cô nói rõ ra dùm coi. Nói rõ đang lấy được 10 điểm. Căn gốc bất thiện là gì? Bật vào cái đó rồi. Căn gốc bất thiện, căn gốc thiện. Rồi lên nói cho rõ ràng, nó đơn giản thôi. Khác nhau điểm chính đó. Nó rõ ràng lấy 10 điểm. Dạ thưa thầy, căn bất thiện là nó là những căn vô tham, vô sân và vô si ạ. Còn những cái căn bất thiện là tham, sân, si. Còn những cái căn thiện là vô tham, vô si ạ. Dạ. Thì căn bất thiện thì gồm 12 tâm bất thiện đi kèm với những sở hữu bất thiện ạ. Còn như là những cái tâm vô tham, vô sân, vô si thì nó đi với những cái tâm tịnh hảo ạ. Sở hữu tịnh hảo đi theo ạ. Vâng ạ. Thì những cái tâm bất thiện thì nó sẽ đưa đến những quả bất thiện ạ. Còn những cái tâm thiện thì đưa đến những quả thiện ạ. Dạ. Con xin hết ạ. Xa đâu mà hiểu mà nói chưa có được rõ ràng, chưa có thông mạch lắm, mày cho 8 điểm. Mời cô Meta lên nói lại cho rõ ràng, căn bất thiện, căn thiện để cho rõ ràng chứ nói lung tung. Rồi mời cô Meta lên lấy 10 điểm coi. Cô Meta nó bắt rồi. Rồi mời cô. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Thật sự là khi nãy cô Thiện Vũ nói thì hơi nhỏ cho nên mới ta không có nghe được gì. Dạ, nhưng mà bây giờ thầy kêu con lặp lại để trả lời câu hỏi số 2. Đó là tâm bất thiện và tâm thiện khác nhau ở những cái điểm chính nào? Thì bây giờ con xin nói vắn tắt là bây giờ tâm thiện là những cái tâm có cái căn gốc vô tham, vô sân, vô si. Và cái tâm thiện là cái tâm có căn gốc vô tham, vô sân, vô si. Và tâm bất thiện thì là những cái tâm mà có căn gốc tham, sân, si. Và cái điểm chính yếu nữa là hai cái tâm bất thiện thì sẽ cho quả xấu, còn tâm thiện thì cho quả vui, bởi vì tâm bất thiện thì nó đồng sanh với những cái tâm sở
tâm sở bất thiện. Còn tâm thiện thì đồng sanh với những tâm sở tịnh hảo. Và con chỉ nói rõ hai cái điểm chính yếu, đó là cái căn gốc và cái quả. Vậy thôi, không biết còn thiếu sót chỗ nào thì xin thầy bổ sung cho con ạ. Rồi, xà lấu, xà lấu ha. Thì bất thiện với thiện nó khác nhau ở cái gốc của nó, căn gốc. Căn gốc bất thiện là tham sân si, căn gốc thiện là vô tham vô sân vô si. Tức là những cái căn gốc này nó làm nên sự khác biệt giữa bất thiện và thiện. Chứ nếu lấy ba mấy cái này ra thì đâu còn gì nữa nói đâu. Cho nên căn gốc bất thiện là tâm sở tham, sở sân, tâm sở si, tức là ba cái nhân chủng bản gốc chính. Còn cái căn gốc thiện là vô tham vô sân vô si. Đó là làm nên khác biệt giữa bất thiện và thiện ở những cái gốc chủng đó ha. Rồi, như vậy là qua được cái số 2 dễ quá mà. Rồi, giờ câu số 3. Câu số 3. Khi một tâm có ba nhân, vô tham, vô sân, vô si, đồng sanh. Khi một tâm có ba nhân, vô tham, vô sân, vô si, đồng sanh, thì tâm đó chính là tâm thiện, phải chăng? Khi một tâm có ba nhân, vô tham, vô sân, vô si, đồng sanh, thì tâm đó chính là tâm thiện, phải chăng? Rồi, đó là cái câu số 3 cho chúng ta biết là một cái tâm nó sanh lên, nó có đầy đủ vô tham, vô sân, vô si. Đồng sanh chung với đó thì đó chính là tâm thiện, phải chăng? Rồi vậy là lấy 10 điểm ha, dễ quá ha. Để coi 2 này. Mời cô Phúng, cô Phúng nãy giờ ngồi tốt ở dưới lặng mất luôn ha, mời cô Phúng lên coi. Rồi mời. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý sư, kính lễ thầy và kính chào đạo tràng. Dạ, thưa thầy, con xin được trả lời. Khi một tâm có ba nhân vô tham, vô sân, vô si, đồng sanh, thì tâm đó chính là tâm thiện, phải chăng? Dạ, thưa theo con thì là đúng rồi. Bởi vì những tâm mà có ba nhân vô tham, vô si, vô sân đồng sanh, đó là cái thứ nhất, đó là bốn tâm đại thiện hợp trí, rồi tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới và tâm thiện đáo đại. Cho nên là những tâm này là những tâm có ba nhân là vô tham, vô sân, vô si, thì đó cũng chính là những tâm thiện ạ. Dạ, con xin chỉ có bao nhiêu xin hết. Rồi, xà thấu, xà thấu, mà trúng được phần nữa ha, 5 điểm. Rồi, mời, mời ai tiếp đây, ai bổ sung. Mời quý vị tình nguyện nha, tình nguyện nha, réo hoài, mệt quá. Mời, cô MC lên, em Nhật Quỳnh lên làm việc, mời người ta này kia. Rồi, MC làm việc đi. Dạ thưa thầy, chắc là thầy con nói sót cái vấn đề hợp với thầy. Con xin bổ sung thêm là những tâm đó thì nó sẽ kết hợp với lại đồng sanh với những tâm sở tịnh hảo. Dạ, con chỉ bổ sung thêm nhiều thôi ạ. Dạ. Dạ, Nam Mô Bích Thầy, dạ, Nam Mô Thầm Mà, dạ, Nam Mô Sàng Thầy. Dạ, dạ con kính đảnh lễ Tôn Đức Tăng, con kính lễ các cô tu nữ. Con
Chào thầy Kinh và đạo tràng. Dạ thưa thầy, cái câu này nó chỉ có đúng cho những bậc những cái vị phàm nhân và ba thánh hữu học là sơ quả, nhị quả và tam quả. Nhưng đối với cái bậc A-la-hán thì những cái hành động khí giác của các ngài thì nó còn không còn để lại vô tham sân si, nó không để cái thiện nữa, cái tâm đó nó không còn cái quả thiện hay quả ác nữa, mà nó là quả vô ký. Thành ra nó chỉ có đúng ở vì ở những cái người phàm nhân và ba thánh hữu học. Dạ, cái đó con xin hỏi. À, sao thứ chưa đủ à, cho thêm chút điểm nữa, 6 điểm. Rồi mời con mai sao thứ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sàng Tha Giá. Dạ thì câu 3 là khi một tâm có ba nhân vô tham, vô sân, vô si đồng sanh thì tâm đó chính là tâm thiện phải chăng? À, dạ thưa thầy, chưa hẳn là tâm thiện à, vì tâm vô ký cũng có ba nhân này, nhưng là ba nhân vô ký là tâm quả và tố, ba nhân này trong tâm thiện và ba nhân này trong tâm vô ký không gọi là tâm thiện. Thưa thầy, con chỉ biết vậy thôi, có gì sơ sót hoặc là thiếu thì xin thầy bổ sung giùm ạ. Dạ con xin trực cảm ơn tri ân thầy ạ. Con xin xuống mic ạ. Đây, xà thấu nói thêm được chi tiết quan trọng nhất ha. Đây, cho 8 điểm. Rồi mời một vị nào đó lên nói rõ ra luôn, nói rõ ra luôn. Đọc câu hỏi kỹ nha. Một tâm có ba nhân vô tham, vô sân, vô si đồng sanh. À, có ba nhân đồng sanh. Thì tâm đó chính là tâm thiện phải chăng? Ai lên nói phân tích cho kỹ lại xíu nữa, lấy luôn 10 điểm coi. Đây, đây có ai này. Mời cô Nancy đi, cô Nancy lên nói cho rõ luôn, chi tiết luôn, cho bà con phải học luôn coi. Sao thấy đây ai cũng có đeo ngôi sao là sao quý vị? Ai cũng lên tướng chứ, ai đeo ngôi sao. Lạ ha, nó có ngôi sao đây. Cô Nhật Quỳnh lên thiếu tướng nào, rồi mời cô Nancy. Dạ con xin được bổ sung một chút. Dạ những cái câu hỏi là một tâm có ba nhân vô tham, vô sân và vô si đồng sanh thì tâm đó chính là tâm thiện phải không? Thì giống như hồi nãy Sis Hồng Mai nói là chưa chắc, thì đúng như vậy. Bây giờ nếu như mình nhìn vô trong cái bảng nêu từ trên xuống dưới á, thì mình thấy mình nhìn vào những cái tâm nào mà có ba nhân vô tham, vô sân và vô si. Thì đầu tiên á, có ba nhân vô tham, vô sân, vô si á, là mình sẽ thấy trong bốn cái tâm đại thiện, dục giới, có trí. Thì cái đúng bốn cái tâm đó là tâm thiện. Nhưng mà nếu mình xuống một chút, mình bốn cái tâm quả mà thiện á, mà có trí á, hữu trí á, thì bốn tâm đó là tâm quả chứ không có thuộc vào tâm thiện. À, rồi mình xuống nữa là bốn cái tâm duy tác có trí á, thì trong đó cũng có ba nhân vô tham, vô thân, vô si, nhưng mà đó là một cái tâm vô ký, là những tâm vô ký thuộc về giống vô ký, thành ra là cũng phải là tâm thiện. Rồi mình xuống nữa thì có những cái tâm đáo đại, thì tất cả những tâm đáo đại thì đều có ba nhân, nhưng mà chính cái tâm đáo đại á, thì là có thể là gọi là những tâm thiện, nhưng mà nếu là mình những cái tâm đáo đại mà tâm quả hay là tâm vi tác á, thì lại là thuộc vào cái giống vô ký. Dạ, rồi bây giờ mình xuống cái phần siêu thế thì 20 tâm đạo á, thì đều có vô tham, vô sân và vô si, thì tâm đó có thể gọi là tâm
tâm thiện. Dạ. Còn 20 cái tâm quả đó thì cũng đều có ba nhân vô tham, vô sân, vô si, nhưng là thuộc vào cái giống vô ký. Dạ, thì con xin hết ạ. Ơi, xà thấu, xà thấu ha. Con thư ký là đâu mất lại bài. Ngồi yên à. Thì liệt kê có gì quá nè. Nancy, con Nancy nói ghi ra chứ. Cho cô thư ký có làm việc có ghi ra coi trúng nha, không trúng là cho cô thư ký quỳ nhang quyền ngày luôn. Cho quỳ nhang quyền ngày luôn. À, ghi ra coi, ghi ra coi trúng không. Thì sẵn ôn bài luôn rồi, ôn lại chú gì hết á, để thôi học nhanh quá, học lẹ quá, bây giờ học lại mà hỏi lại cái trước quốc cái này. Rồi, cô Nancy lên trình bày lại cho cô thư ký cô ghi lại cho bà con ta ôn lại nhé. Để học này xong thì học thêm nữa cái nó cũng hay lắm được gì đó, nhưng mà mệt lắm. Rồi cô Nancy đọc lại chậm chậm cho cô thư ký cô ghi lại. Dạ. Con nói rung đó. Thì con nói là những cái tâm mà có ba nhân vô tham vô sân vô si đồng sanh á, thì những tâm đó không chắc là những tâm thiện. Thì mình nếu như mình nhìn cái bảng nêu từ trên xuống dưới á, bây giờ mình coi những cái tâm nào mà có đều có ba cái nhân vô tham vô sân và vô si, thì đầu tiên là mình thấy bốn cái nhân đại thiện hợp trí là có ba nhân vô tham vô sân vô si, thì những tâm này đúng là những tâm thiện. Rồi kế tới á, là sẽ có bốn tâm quả mà hợp trí, bốn tâm quả thiện hợp trí thì cũng có ba nhân thiện là vô tham vô sân vô si, nhưng mà những tâm này là tâm quả là thuộc cái giống vô ký, không phải là tâm thiện. Rồi tiếp xuống nữa thì mình sẽ thấy có bốn cái tâm duy tác mà thiện hợp trí, thì bốn cái tâm này cũng thuộc vào cái giống vô ký, mặc dù nó có ba nhân vô tham vô sân và vô si. Rồi mình đi xuống nữa thì mình nhìn vào 27 tâm đáo đại, thì đầu tiên là chín cái tâm đáo đại thiện đó, thì có ba nhân vô tham vô sân vô si, thì đó là đúng là những tâm thiện. Rồi tới chín cái tâm quả đáo đại á, cũng có ba nhân vô tham vô sân vô si, nhưng đây là giống quả thuộc vào giống vô ký và nó không phải là tâm thiện. Rồi kế tới là mình sẽ thấy chín cái tâm duy tác đáo đại, thì chín cái tâm này là cũng có ba nhân vô tham vô sân vô si, nhưng mà nó thuộc vào cái giống là vô ký chứ không phải là giống thiện. Rồi mình đi xuống nữa là những về những cái tâm siêu thế, thì 20 tâm đạo siêu thế thì là đều có ba nhân vô tham vô sân vô si, thì đây là những tâm thiện thuộc vào giống thiện. Và 20 cái tâm quả siêu thế cũng có ba nhân vô tham vô sân vô si, nhưng mà đây là giống tâm quả thuộc vào giống vô ký và không phải là tâm thiện. Xin lỗi Châu nha, thầy cô mất hình dung cái đó ở trong đầu, cái bảng ở trong đầu, thành ra nói không có dòm lên. Bốn tâm quả hợp rồi bốn tâm quả hợp trí, rồi xong rồi tới bốn tâm thiện duy tác hợp trí là không có thuộc vào tâm thiện, cái nó là thuộc vô ký. Bốn tâm duy tác thuộc vô ký. Ghi chưa Châu?
Dạ. Rồi xuống chính cái tâm thiện thiền. Con để thầy nói nghe, chắc nghe rõ ràng hơn á. Rồi, xa thử xa. Làm trong mạch, ngồi nghe cho Nguyễn điếc luôn. Cho Nguyễn điếc luôn. Rồi, lại cho Nguyễn ghi tiếp cho này, chính tâm đó lại. Rồi, gì nữa? Tiếp. Chính tâm thiện đó lại. Chính tâm thiện nó đại, chính tâm quả nó đại, chính tâm di tác, chính tâm di tác nó đại. Rồi 20 siêu thế, 20 đạo siêu thế và thiện thuộc giống thuộc về thiện, 20 quả siêu thế thuộc vô ký. Rồi vậy là nắm được ha. Nhà cố lên cố ông bà giùm cho người ta, cố lên cố nhắm mắt cố đọc mình luôn. Alo, alo, có gì con nghe không ạ? Alo. Rồi, ok, rồi cho Nguyễn gom lại cái đi. Tự nhiên bị té cái. Những tâm có ba nhân, vô tham, vô sân, vô si, đồng sanh. Bốn tâm đại thiện hợp trí. À, tức là bốn cái tâm đại thiện hợp trí là thuộc về tâm thiện. Thì nó có đầy đủ ba nhân ha. Vô tham, vô sân, vô si. Nhưng mà bốn tâm đại thiện mà ly trí thì nó chỉ có hai nhân thôi. À, cho nên mình không thể tính vô được ha. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là bốn tâm quả thiện hợp trí. Thuộc về vô ký hoặc là thuộc về giống quả cũng được ha. Thì bốn tâm quả thiện hợp trí này nó cũng có đầy đủ ba nhân. Vô tham, vô sân, vô si. Mà tâm quả ly trí thì nó có hai nhân thôi. Mà không đủ ba nhân. Là không có tính vô. Rồi bốn tâm di tác hợp trí, à, mình ghi đâu là bốn tâm di tác hợp trí thì có đầy đủ ba nhân, mà di tác ly trí thì không có đủ ba nhân, chỉ có hai nhân thôi. Rồi chính tâm thiện đáo đại, vì vậy nhớ ghi thêm nha, chính tâm thiện đáo đại, à, để thôi là lộn, nó là thuộc giống thiện ha. Thì thiện đáo đại là tâm thiện, mà tâm thiện thì luôn luôn lúc nào cũng có đầy đủ ba nhân, vô tham, vô sân, vô si. Nếu không có đủ ba nhân này không thể nào chứng đắc được thiền định. Đây là vấn đề chúng ta cần phải biết ha. Cho nên những cái tâm đó đại là những tâm thiện đó đại là phải có đầy đủ tam nhân. À. Vô tham, vô sân, vô si. Và chính tâm quả đó đại cũng vậy. À, nó là những cái tâm thuộc về thiền, tâm quả thiền thì nó phải có đầy đủ ba nhân. Rồi chính tâm di tác đó đại cũng như vậy ha. Tâm siêu thế lại cần phải như vậy nữa, phải đầy đủ tam nhân, tức là người tam nhân, người có đầy đủ tục sinh, đầy đủ tam nhân thì mới tu đắc chứng đắc được đạo quả siêu thế. Trong tam đạo là phải có đầy đủ vô tham, vô sân, vô si. Trong tam quả cũng vậy luôn, tam quả là kết quả thành tựu của tam đạo ha. À, cũng có đầy đủ ba nhân, vô tham, vô sân, vô si. À, như vậy là chúng ta thấy khi mà nói đến ba nhân đồng sanh trong một tâm mà cho nó là tâm thiện không đó, là trật ha, là nó không có đầy đủ ý nghĩa của nó, không đủ chi pháp. Rồi gì đây, rồi
Rồi được đó ha, ghi là giúp cái chút cho Nguyễn làm lại riêng cái cho nó đẹp. Rồi giờ tiếp đi câu số số 4. Giờ cái kia thông qua đi, à, số 4. Vì đắp đây ha. Rồi. Câu số 4. Người không có tâm tham sanh. Người không có tâm tham sanh. Thì lộ động tốc sẽ là thiện phải chăng? Người không có tâm tham sanh thì lộ động tốc sẽ là thiện phải chăng? Người không có tâm tham sanh thì lộ động tóc sẽ là thiện phải chăng? Rồi đây là cái câu mà ta cho mình biết là người mà không ví dụ như cô Nhung nha, cái tâm tham của không sanh thì cái lộ động tóc của cổ sẽ là thiện, phải vậy không? Đó là cái vấn đề mà quý vị cần phải phân tích cho rõ ràng ha. Rồi mời MC lên làm việc, mời bà con rồi ha, khuyến khích bà con lên tinh thần được. Nói trúng, trúng đặt cũng đặt không sao ha. À, xin mời. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Nhờ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Nhất Vinh kính chào Độc Trang, Nhất Vinh kính chào Thầy Kinh. Dạ, nghe thầy kinh mời MC mà không biết MC là ai, mà không thấy ai đưa tay nữa hết, nên Nhật Quỳnh xin tạm thế thầy để mời. Dạ, để mời quý vị thảo luận câu số 4. Câu số 4 là người không có tâm tham sanh thì lộ động tóc sẽ là thiện phải chăng? Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh thấy Thiện Vũ có trước máy, và mời Thiện Vũ Quỳnh được. Hôm mai đưa tay hả? Dạ, mời hôm mai. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sàng Kha Dạ. Dạ em đỡ mic cho chị Nhật Quỳnh nha, chị Nhật Quỳnh. Dạ thưa thầy thì con sẽ nói nhưng mà có gì sai thì sẽ sửa nha thầy. Người không có tâm tham sanh thì lộ động tốc là thiện phải chăng? Dạ thưa thầy. Không có tâm tham nhưng đang sân nên lộ tâm động tốc sân không phải tham. Dạ không tham vì lúc đó không, vì lúc đó không tham mà có sân thưa thầy. Dạ, dạ con xin xin biết ạ. Dạ, sa thu hôm mai rất là mau mắn, được thầy cho 5 điểm rồi. Dạ, nhìn theo như lúc nãy Nhật Quỳnh mời Thiên Vũ. Thiên Vũ có thể lên thảo luận tiếp câu số 4. Dạ, mời Thiên Vũ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Tri Đức, con xin kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con xin kính chào thầy Kinh và con xin kính chào quý đạo hữu. Dạ, thưa thầy, con thấy bạn Hồng Mai trả lời đúng là nếu mà tâm tham không sanh lên nhưng mà hai tâm sân tham sanh lên thì nó cũng không phải là thiện. Thì con xin thêm bổ sung thêm là còn hai tâm si nữa, tại trong 12 tâm bất thiện nếu mà 8 tâm tham không sân không sanh lên nhưng mà hoặc là hai tâm sân sanh lên hoặc là hai tâm si sân sanh lên thì nó vẫn là tâm bất thiện ạ. Dạ, con có sai con xin thầy sửa cho con ạ. Xa thủ xuất thiền vũ, dạ, được chia phần nửa cái 10 điểm rồi, cũng tốt lắm rồi, dạ. Không có ba cái hộp gà hoặc quả cái hộp vịt là tốt rồi, dạ.
rất là xa thù với bàn tay của Hồng Mai Thiệt Ba Thiên Vũ. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời chị Metta. Dạ, mời chị. Dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Kim Dung cho biết tín hiệu. Dạ, để con đọc lại câu hỏi. Câu số 4. Người không có tâm tham sanh thì lỗ động tóc sẽ là thiện phải chăng? Thì con phân tích hai trường hợp. Nếu mà cái người đó không có tâm tham sanh lên thì lỗ động tóc sẽ là thiện thì đúng. Còn nếu mà không có tâm tham nhưng mà lại có tâm sân hoặc tâm si sanh lên thì không phải là thiện. Dạ, con chỉ nghĩ vậy thôi. Dạ, không biết có đúng không? Xin Thầy cho con biết. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Con xin bổ sung thêm một chút. Là nếu mà mặc dầu tâm tham không sanh lên. Dạ, quý vị có nghe được không? Dạ, cảm ơn cô Kim Nhung. Dạ, con bổ sung thêm một cái yếu tố. Chút xíu nữa thôi. Đó là nếu mà tâm tham sanh lên thì lộ động tóc. Không sanh lên thì lộ động tóc sẽ là thiện. Còn nếu mà có tâm sân hoặc tâm si sanh lên thì lộ động tóc sẽ là động tóc sân chứ không phải là thiện nữa. Và con bổ sung chút xíu đó thôi. Dạ, thì con thêm chút nữa là nếu mà tâm tham không sanh lên thì động tóc thiện thì sẽ được hưởng cái quả thiện. Còn nếu mà tâm sân hoặc tâm si sanh lên thì động tóc là động tóc sân thì sẽ không có được cái sẽ là cái quả bất thiện. Dạ. Sa thú kính cảm ơn chị Metta. Dạ, thầy đã cho chị Metta được 6 điểm. Rồi mời Hồng Mai nha. Dạ, thưa thầy. Dạ, con xin bổ sung, con đọc lại. Người không có tâm tham sanh thì lỗ động tóc sẽ là thiện phải chăng? Thì không có tâm tham nhưng đang sân nên lỗ tâm động tóc sân, nhưng mà nó không phải là tham. Không tham thì lúc đó không tham, nhưng mà lại có sân. Vì tham là vì không tham hay đang có sân thì tính tóc ra là không, lúc đó không có tham thì không có cảnh hài lòng. Dạ, con chỉ bổ sung có vậy thôi thưa thầy. Dạ, thưa thầy, con đã được trở lại đây. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, hình như là
Rồi mời Pháp Môn Lào Cai cầm mic lại nha. Mọi người nghe rõ không ạ? Dạ, alo ạ, sao hôm nay mic làm sao ạ? Dạ vâng ạ, thế con được giải thích thêm ạ. Trong những cái tâm làm việc động tác thì có 29 tâm làm việc động tác ạ. Thì gồm có 12 tâm bất thiện, 8 tâm thiện, 8 tâm tố và 1 tâm vi tiếu ạ. Thì 29 tâm này thì nếu mà trong đó mà không có 8 tâm tham thì vẫn có những cái tâm bất thiện khác như là tâm sân, tâm si làm việc, cho nên là không thể nói rằng là đồng tóc của nó là đồng tóc thiện được ạ. Đã, nếu mà không có tám tâm tham thì lộ đồng tóc sẽ vẫn là bất thiện ạ. Dạ. Nó vẫn có ra cho quả bất thiện ạ. Dạ. Con xin được xuống mic ạ. Dạ. Dạ, sa thu kính cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ, thầy đã cho Pháp Nguồn Lào Cai 7 điểm rồi. Dạ, giờ còn vị nào có thể bổ sung để lãnh 10 điểm? Đa mơ sức tha. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ, Nam Mô Thầm Mà, dạ, Nam Mô Sàng Thầy, dạ. Dạ, con xin vô túc. Dạ, khi mà nói đến một cái tâm tham mà sanh ở một cái lỗ thôi thì thầy, thì khi một tâm tham sanh ở trong một cái lỗ thì cái lỗ đó nó chỉ là chỉ cái lỗ một trong một cái tâm tham nó sanh khởi, còn nếu mà qua một cái lỗ khác là cái lỗ tâm sân thì nó là một cái lỗ khác rồi. Thì nếu mà mình giải thích theo chỉ sanh trong một lỗ đẫm tóc thì cái người mà không có tâm tham nhưng mà cái căn gốc của tham thì nó có si trong đó, con chưa có hiểu ý của thầy nói là tâm tham sanh từ lộ động tóc, nếu mà nói căn gốc của tham á, thì nó có si trong đó, nhưng mà nếu mà nói chỉ có lộ động tóc mà nó sanh khởi người không có tâm tham á, thì trong một cái lộ đó chỉ có tâm tham thôi, còn qua cái lộ sân á, thì nó lại là cái chuyện khác, nó là một cái lộ khác thôi. Thì nếu mà chỉ chính tính trong cái lộ động tóc của cái tâm tham á, thì người này thì không có, thì là có thiện thì đúng. Rồi cái phần thứ hai mà con thấy nếu mà ở một cái vị A-la-hán thì các động tóc nó không còn để lại cái hậu quả hay cái quả thiện hoặc là quả ác nữa, thành ra nó không thì cái bậc A-la-hán thì không để lại thiện hoặc ác thì nó cũng không phải là thiện, vì các hành động của các ngài không còn để thiện ác thì đó không phải là. À, để con đọc lại, người không có tâm tham sanh thì lộ động tóc sẽ là thiện phải chăng? Dạ, nếu mà trong cái lộ động tóc không có tâm tham sanh thì nếu mà tính vậy thì cái lộ động tóc của tâm tham á mà nó không nó đang sanh khởi, nó không có cái lộ tâm tham sanh khởi ở trong cái lộ động tóc này á, thì ngay cái động tóc đó thì là thiện. Dạ, cái đó là con nghĩ là thiện, nhưng mà nếu mà cái lộ động tóc nó qua cái chuyện qua cái động tóc của sân thì nó là cái tính là cái chuyện khác nữa rồi. Dạ. Dạ thôi con trả mic lại, tại vì thầy hay hỏi cắt cớ. Dạ, xã thủ xã tuân thư, kính cảm ơn Sít Thà. Dạ, được thầy cho 5 điểm rồi, cũng rất là may rồi. Dạ, nhưng mà Nhục Quỳnh thấy Kim Nhung cười tươi quá, thôi mời Kim Nhung lên lãnh 10 điểm đi ha. Dạ, con kính đỉnh lễ Ban Ngôi Tam Bảo, dạ, con kính đỉnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, dạ, kính chào thầy Kinh.
Dạ, kính chào các anh chị trong đại tràng. Dạ, con cười vì con nghe Hà nói là thầy khắc cơ. Mặc dù con cũng nghĩ như vậy, nhưng con mà. Nên là con cười là chỗ đó. Dạ, con thưa thầy, các bạn đã nói rất là đầy đủ rồi mà con cũng không biết ý thầy làm sao. Nên là thôi con cũng nói lại ạ. Người không có tâm tham sanh thì lộ đồng tốc sẽ là thiện phải chăng? Thì một tâm không có tâm tham thì ở đây cứ ám chỉ là lộ tâm dục giới. Thì đối với lộ tâm dục giới thì theo như Sư Hà nói thì có 29 động lực ở dục giới. Thì 29 động lực dục giới thì có động lực thiện, động lực bất thiện và động lực vô ký. Thì người không có tâm tham sanh thì lúc đó có thể là không có cái cảnh vừa lòng vừa ý, do đó tâm tham nó không sanh. Nhưng thì cũng vẫn chưa chắc cái tâm tham nó vẫn còn đó, nhưng mà cái lộ nó không sanh. Hoặc là lúc đó đang có tâm sân thì tâm tham cũng không sanh. Hoặc là lúc đó đang có tâm si thì tâm tham cũng không sanh. Như vậy là vẫn là độ bất thiện nhưng mà không phải là độ tâm tham. Hoặc là lúc đó là tâm thiện là đang sanh thì cũng không có tâm tham sanh. Hoặc là đối với bậc A-la-hán thì là độ vô ký thì cũng không có tâm tham sanh. Dạ, các bạn đã nói hết rồi mà con thấy thầy cũng chưa vừa ý, thành ra con cũng không biết là trả lời như thế nào. Dạ, người không có tâm tham sanh thì lộ đồng tốc chưa chắc là thiện, có thể là bất thiện nhưng không phải là tham, và có thể là lộ vô ký ạ, động lực vô ký. Dạ, con kính tri ân thầy, con xin xuống mic ạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Thích Kim Nhung, cũng được hơn những vị khác là thầy được cho 8 điểm. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ, đồng hồ Nhật Quỳnh còn có 6 phút. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời thầy lên đúc kết cái câu số 4, giảng dạy rõ và đọc chậm chậm cho thư ký dùm, chứ đừng có hơi ác với thư ký, là khi mà Thích Ninh Si lên trả lời thì thư ký phải lắng nghe, chưa biết đúng hay sai làm sao mà ghi, và đọc như gì á, mà biểu thư ký ghi thì chỉ có ghi âm thôi, phải không Châu Nguyễn? Không phải Nhật Quỳnh, Minh Châu Nguyễn đâu, Nhật Quỳnh đã từng ghi bài của thầy rồi, chỉ có nín thở thôi chứ còn không có thở được nữa. Mỗi lần ghi bài xong là Nhật Quỳnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, nên Nhật Quỳnh rất là thương Châu Nguyễn. Và bây giờ Nhật Quỳnh thỉnh thầy ạ. Quá tài rồi, quá tài rồi chứ mình. Này đúng là học trò giờ quá tài hết trơn luôn. Nghe là nói sơ là mình là thư ký, là nghe là nói một cái là mình phải ghi hết là liền, phải rẹt nghe là mình phải nắm ý ta liền, nghe là mình ghi từ chữ rồi thôi chết rồi. Có Nhật Quỳnh, Ngọc Binh á. Ghế giọng quá lưng. Chọc nhẹ cho đọc não cho lẹ lên chút thôi. Càng lẹ càng tốt, tốt. Mình thấy mà mình nghe, mình nhờ cái cận nghi duyên đó, mình nghe thường xuyên nha. Động não thường xuyên. Mốt ai giảng pháp hay là nghe thời nào đó xanh là nghe một nghe Đức Phật giảng, nghe một thánh nào giảng, vừa nghe xong cái là mình đắc liền, tóc trí mà được nghe. Rồi, cô Hà này có dám nói tôi cắt cớ cô Hà này. Được, Hà chấm chấm cô Hà điểm đó ha, vậy đó, để yên đó. Rồi, cái câu là câu hỏi rồi. Người không có tâm tham sanh. Người không có tâm tham sanh, tức là lúc đó cái tâm ta không có tham sanh, thì lộ động tốc sẽ là thiện phải chăng? À, giờ người không có tâm tham sanh thì tâm sân có sanh không? Nếu tâm sân sanh thì lộ động tốc là gì? Lộ động tốc là gì? Sân, rồi. Và nếu người không có tâm tham sanh mà có tâm si sanh thì lộ động tốc là gì? Lộ
lộn tóc và si. Rồi như vậy là không có tâm tham mà có sân có si thì thuộc về lộn đóng tóc, thuộc về bất thiện. Thống nhất chưa? Thống nhất một cái chưa? Thống nhất một cái là để thư ký ghi không thôi, cô nhảy dựng cô la làng lên, cô Nhật Quỳnh nhảy vô binh rồi nữa ha, binh đồng binh mình mà có phe có đôi dây cánh rồi dữ dội quá. Rồi cô thư ký. Rồi thì như vậy là thiện chứ không phải là thiện. Rồi bây giờ người không có tham sanh mà thiện pháp sanh, chẳng hạn như là những cái tâm thiện bố thí thì giới tâm thiện với bố, thì có tâm thiện sanh thì đó là thuộc về tâm thiện, đúng không? Lộn lông tóc là thiện. Rồi như vậy thư ký ghi ra, người không có tham sanh mà thiện sanh thì có lộn lông tóc là thiện ha, thiện sanh là tâm thiện. Rồi và người có không có tâm tham sanh mà là bậc A-la-hán thì lộ lông tóc là gì? Lộ di tác, lộ vô ký, ghi di tác đi cho người ta dễ hiểu, hai ba từ lộn xộn. Không đó. Lộ vô di tác, rồi cô thư ký ghi ra luôn. Cái gì từ từ, đừng ép quá, cô thư ký ghi cũng được, rồi cái lỗ thừa. Rồi cô Quỳnh Nhật Quỳnh, cô Minh nữa, khổ lắm. Rồi, bây giờ người đang ngủ, không có tâm tham sanh, thì lộ động tóc là gì? Lên đâu có, thì không có. Thì người đang ngủ thì không có động tóc. Rồi. Ghi ra người đang ngủ thì chỉ là hậu kiếp thôi, không có động tóc. Được chưa? Rồi, người vô tưởng không có tâm tham sanh hay là thì đạo độc tóc là gì? Không có luôn, không tâm lấy gì sanh đó. Thì giờ người vô tưởng không có tâm thì không có tâm tham sanh, cũng không có lộ động tóc luôn. Cho nên khi mà mình làm những cái câu này á, hỏi để cho quý vị động não và mình ra lại những cái bài mình đã học á, mình đã học qua về người, về cõi, về tâm sở, về tâm, về nhân, căn thọ môn này kia, rất là nhiều bài á, học nhiều quá trời luôn. Không có tâm, không có tham sanh và không có lộn tóc mà không có tâm luôn. Người vô tưởng không có tâm luôn. Thì đó mình phải ra, không phải ra ra từ trên xuống dưới cái tâm mình tập cho nó, mình tập thế, mình ta hỏi tới cái mình ra chi pháp liền ha. Là từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ trước vô sau đủ thứ. Vậy mình mới không bị sót, không bị lạc pháp ha. Rồi ha, đó là sơ lược vậy ha, sơ lược quý vị nắm được cái ý của cái câu hỏi này ha. Câu hỏi này cũng rất là sâu ha, rất là coi dễ chứ không phải dễ đó, là cho được 5-7 điểm là giỏi lắm rồi đó, là xa thú rồi. Rồi nắm được ha, là quý vị nắm được cho cái hỏi chi pháp thâm sâu đó là gắt cớ, nhớ để đó nha, tôi qua là tôi quần cho biết nữa. Ai qua hãy mà ở đây không bắt quỳ nhang được rồi, chứ mà gặp ngoài là bắt quỳ được đó nha quý vị. Bắt quỳ nhang được ha. Hỏi trả lời được là bắt quỳ liền tại chỗ. Không về Việt Nam nữa là cô Nhung Hàng Châu là Pháp Nguồn Lào Cai mà mấy vị Việt Nam là cũng chuẩn bị quỳ nhang luôn ha. Chuẩn bị quỳ dài dài. Mua sẵn rồi bó nhang luôn. Rồi hôm nay mình ôn bài vậy là tốt ha, quý vị quan hỷ không, quý vị quan hỷ cho biết, cho mong lên đi, ai có quan hỷ được học theo kiểu ôn bài là cái này không, chứ giờ tôi thấy cho học thêm nữa chắc khùng luôn á, muốn sao không về được.
Lên Sapa luôn ha. Ok. Tôi biết sắp hết rồi. Đã hết rồi. Tháng 12 là hết rồi. Rồi tới qua sang năm ha. Qua sang năm là coi như dịch nó hết yên rồi. Mình bay về Việt Nam tổ chức những cái buổi mà nói đạo, là nói pháp cho quý vị được lại có ngày tạng. Cô Nhật Quỳnh cô bi đát dữ vậy. Ai đã bị cái vết thương khỏi bệnh được về vậy? Ồ có, nó chích đầy đủ, chích 3 mũi luôn về thoải mái. Ở Sapa là ở cái gì đó hả? Ở Lào Cai là ở trên Sapa hả? Sapa cũng đẹp lắm ạ. Bác Sĩ Băng, ồ, chỗ này trên núi, trên đồi núi đẹp lắm nha. Đó, lên ngồi trên đồi đó mà thuyết pháp là nghe đã ha. Ai không thuộc bài, không trả bài được, bắt đi từ trên núi đi xuống rồi đi dưới đi lên lại. Phạt mò lên núi. ok rồi, chưa tới chỗ này lần nào. Chưa tới. Rồi, hôm nay mình học gì đây ha? Học tới đây rồi. Lâu lâu ôm một chút cho quý vị nhớ lại bài. Mấy năm trời rồi hỏi lại thiện bất thiện vô ký quờ quạng hết trơn, chết luôn. Rồi, do phước quá là hôm nay nguyện cầu cho tất cả luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có trí tuệ thành thực chánh trí đồng đều nhà cả đấy. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Rồi, xin trả mic lại cho MC. Dạ, sa thú lành thai. Chúc Quỳnh xin thay mặt đại chúng thông thương thành kính tri ân thầy kinh rất là nhiều, đã cho ông bài ngày hôm nay để ôn lại những bài đã học qua. Nhờ vậy thì sẽ có trí nhớ và tìm hiểu sâu xa hơn về pháp của Đức Thế Tôn, để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa thành kính tri ân thầy kinh. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, con không biết đại đức có trước máy không? Nếu sư có trước máy thì cho con xin một tín hiệu bạch sư. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, con kính tri ân sư. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Uttamange na vande hang ba da phạn sum va ruttamang buat thể yo kali to do so buat tho khamatu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần nhĩ chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo tha tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang tham an cha đa vi thang va rang tham me yo khani to do so tham mo khamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo, đa pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo tha tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang sang khanh cha đa vi thot tamang sang khe yo kha di to do so sang kho khamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo, là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy mà con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức tuệ đức từ bi hoan hỷ chúc phúc cho đạo tràng, và con kính nhân mít đến sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Thích Đức,
cùng chư tôn đức tăng đại hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin thay mặt cho chư tăng để chúc phúc báo đến toàn thể đạo tràng. Tê tha la tha su khi ta vi ro na bu tha sa sa ne a ro ga su khi ta ho tha sa ha sa pe hi nha ti phi. Cầu mong cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tân hoa trong đường Phật đạo. Cầu